Rất vui khi mọi người đã quay trở lại kênh Chuyện Ma của mình nha. Kênh mình chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Tập truyện ngày hôm nay là một câu chuyện hấp dẫn của hai tác giả trẻ, Hà Văn Hồng và Kim Liên, với nhan đề Người Chết Hiện Về. Mời mọi người cùng thưởng thức. Giữa cái không khí lạnh lẽo giá buốt của mùa đông, chị Phương vẫn còn phải làm thợ xây trong cái tiết trời ấy. Do gia đình hoàn cảnh ăn học không đến nơi đến chốn, học nửa lớp 9, chị đã bỏ học bươn trải. Mới bước chân ra xã hội đã nhiều chông gai và thử thách. Nhưng với bản tính thật thà, ăn nói dễ nghe, chị đã sống được ở cái xã hội không ít những dối trá và lọc lừa. Vì không có bằng cấp, chị chỉ làm được công việc phụ xây. Có lần, chị xin làm những công việc như quét dọn, bưng bê quán ăn cho dễ. Mới học hết lớp 9, chưa có chín chắn, đủ kiên trì quyết tâm được. Nay công việc này mai công việc kia, lông bông. Số phận thế nào vẫn để cho chị làm một công việc phù hợp. Chị làm thợ xây dù công việc khó khăn, cộng với việc chân yếu tay mềm, chị chỉ đi phụ mấy bác mấy chú thôi. Nhiều người bảo sao không làm quán ăn cho nó nhàn, nhưng có lẽ chị chỉ phù hợp với công việc này hơn. Xa bố xa mẹ từ khi bỏ học lớp 9, nhưng từ lúc đó chưa lần nào chị về quê, dù mà về, khéo chỉ một vài lần. Ngày hôm đó nhớ không nhầm là vào tháng 8 của năm 2007 chị đang đi làm, chợt điện thoại có chuông reo. Đang làm dở, vội lần vào túi quần lôi ra cái điện thoại, trên màn hình hiển thị chữ em út, nhanh tay bắt máy. Alo, chị à, chị về quê gấp đi, bố ốm nặng quá, chị mau thu xếp về nhé. Nghe thấy tin mà lòng chị lo lắng rối rắm, trong ngày hôm đó chị phải thu xếp về quê ngay. Quê chị ở Tuyên Quang, chị đi làm ở Hà Nội. Từ đấy về cũng tương đối xa, lúc ấy đang đứng ở bến xe Mỹ Đình để tìm chuyến xe ở Tuyên Quang, chị đã gặp được một người trông tướng mạo giống một ông thầy. Người đó tiếp chuyện với chị, ngay đoạn người đó nói với chị: "Này, nhìn thấy chị, tôi có linh cảm rằng sắp tới gia đình chị sẽ phải gặp một kiếp nạn, cũng e rằng." Người đó ấp úng khiến chị khó hiểu. Trước khi xuống xe, người đó có đưa cho chị một cái tờ giấy, trên đó ghi rằng: "Tôi là thầy đưa. Nếu gia đình có vấn đề gì, hãy tìm tới tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp gia đình chị." Lúc xuống xe, chị không quan tâm vội nhét vội cái tờ giấy vào túi, mà lòng không khỏi lo lắng bất an. Di chuyển thêm nữa, bóng của chị đã có ở một cái xóm ở Tuyên Quang, đã lâu rồi chị mới trở về quê, vẫn thế, chỉ có một vài chỗ thay đổi thôi. Ngôi nhà chị nằm yên ắng ở trong một con ngõ chênh vênh khó đi, từ đằng xa đã thấy dáng bóng của ngôi nhà xây, không chát trên thì mái bờ lô nhìn không đẹp cho lắm. Bỏ qua hết suy tư ấy, chuyện cần làm bây giờ là vào thăm bố. Ba đứa em trai thấy chị về mà lòng lâng lâng khó tả, trao nhau bằng một cái ôm, rồi các em đưa chị vào bên cạnh bố. Khi thấy bố nằm ở đó, chị chạy lại nắm chặt tay không nói nên lời. Người bố thấy vậy, trên mắt bỗng giò nhẹ chút nước mắt. Người bố giơ tay lên xoa đầu con gái mà chẳng nói nên lời. Lúc chị ngẩng đầu lên nói: "Con gái bố về rồi đây, con đi lâu quá không về thăm bố được. Nay nhận tin bố bệnh nặng, con mới về được. Nhìn bố bị thế này con thấy trách mình quá, mẹ mất lâu rồi trong nhà chỉ có mỗi con là con gái, đáng lẽ con phải chăm lo những việc nhà, chăm sóc cho bố nữa. Con mải kiếm tiền quá nên quên mất gia đình." Người bố bập bẹ mấy câu: "Con về là mừng rồi, nhưng chắc bố sẽ không trụ được lâu đâu, sớm muộn cũng sẽ theo mẹ con cho có bạn." Chị Phương vừa lắc đầu lia lịa vừa nói: "Không đâu, bố vẫn còn khỏe lắm, con tin chẳng có chuyện đấy đâu." Sau câu nói đó, trên mặt chị giò nước mắt tuôn trào ướt hết mi. Ai mà nhìn thấy cảnh ấy khéo không cầm lòng được. Để cho bố nằm yên, chị Phương đi ra nói chuyện với các em. Ngồi chệt ở bậc thềm, giọng chị Phương vang lên: "Bố bị bệnh gì thế?" Người em thứ hai nói: "Dạ, bố bị ung thư phổi à? Bác sĩ bảo chỉ nằm đợi giờ đợi ngày thôi." Vẻ mặt chị Phương buồn hẳn. Ba đứa em từng đứa nói: "Thôi chị ạ, bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, tốt nhất là đừng nghĩ gì đến đâu hay đến ấy." Lời nói sắt bén làm chị Phương vẫn còn hơi chút buồn tủi. Mẹ chị mất từ năm 1997, giờ năm 2007 đã được 9-10 năm. Gia đình đẻ rất đông con. Chị Phương là cả, người em thứ hai là Hoàng, đứa thứ ba là Kiên, đứa thứ tư là Trường. Tất cả mấy chị em đều chỉ học giang dở lớp 9 là đi làm. Còn mỗi đứa em thứ tư là năm nay vẫn còn học. Hoàng, Kiên và Phương đều đi làm xa để đứa em mới học lớp 11 ở nhà chăm sóc bố. Để không cho em mình bỏ học như anh chị, không theo vết xe đổ của các anh chị được.
Hoàng và Kiên quyết định kiếm tiền nuôi em ăn học để mong sau này nó có cuộc sống khá khẩm hơn, không phải giống như anh chị của nó. Nay nghe thấy tin Hoàng Kiên và Phương phải về. Quay lại lúc ấy bên ngoài cổng có tiếng chó sủa. Nhìn ra, theo cảm tính thấy có bóng dáng người đó là bác Uyên, người được mọi người trong xóm đồn là có ý tứ với bố của Phương. Bác Uyên cũng bị góa chồng. Trong một lần bố chị đi uống rượu, bác đã bị va vào bố chị, rồi từ ấy chẳng hiểu sao lại có tình tứ với bố chị. Nghe thằng Cu Trường bảo, trước anh chị đi làm xa, bác ấy cũng sang đây rất nhiều, lúc đó bố vẫn chưa bệnh. Giờ đây, đã bị bệnh bác Uyên, đó lại càng đến thăm suốt ngày. Phương mất một hồi lâu mới nhận ra, đã lâu không về quê nên chuyện không nhớ một ai là chuyện bình thường. Thấy bác Uyên, Phương nháo nhào ra chào hỏi. Cháu chào bác ạ, bác sang đây có chuyện gì ạ? Bác Uyên nói. Phương đấy hả cháu, cháu về lâu chưa? À cháu mới về thôi, bác Uyên nói tiếp. Vậy à, nay bác mang tí xương sang hầm cháo cho bố con ăn. Phương ngại ngùng mãi mới nói. Bác làm thế cháu ngại. Bác Uyên nói, ngại cái gì, thôi để bác mang vào nấu cho bố con ăn. Dạ thế quý hóa quá. Ở dưới bếp củi Phương có nói với bác Uyên, bác thích bố cháu phải không? Bác Uyên giả nai, không không làm gì có. Cháu lại nghe người đồn hả? Không phải đâu. Phương nói, bác cứ nói thật đi, nếu mà thích thì chúng cháu cũng không cấm ạ. Bác Uyên mãi mới chịu thừa nhận. Ừ, bác cũng có tình tứ với bố cháu rất lâu rồi. Phương nói, vậy từ mai bác sang đây ở đi, cháu làm mâm cơm để chào đón bác. Bác Uyên nói, ai lại làm thế làng xóm người ta nhìn vào không hay. Phương này nỉ, mong bác hãy sang đây ở cùng để có gì chăm sóc bố cháu cùng cháu với ạ. Một mình trong nhà chỉ có cháu là con gái, mọi việc các em cháu không làm được, có bác thì may ra đỡ được phần nào. Thuyết phục hồi lâu, bác Uyên mới đồng ý. Lúc này tô cháo đã có, bưng nồi trên bếp xuống đổ vào bát loa, một nồi cháo trắng đã có trong bát, nhìn kỹ hơn có thấy tí xương thịt, bác Uyên bưng lên cho bố chị Phương ăn. Từng động tác thuần thục cứ thế mà ông Hưởng mới ăn hết. Lúc ấy chỉ có một mình bà Uyên. Ông Hưởng lúc đó nói ngắc ngứ. Bà đấy à, nếu mà trong thời gian tới không may tôi có mệnh hệ gì, xin bà ở lại trông nom, chỉ dạy cho chúng nó khôn lớn hơn nữa. Chúng nó vẫn chưa hẳn là lớn, vẫn còn nhiều cái chưa biết, cần phải chỉ bảo mong bà hãy thay tôi chăm sóc chỉ dạy chúng nó nhé. Bà Uyên nói, ông đừng nói dại dột thế, chuyện đâu còn có đó. Ông nói tiếp, bà hứa với tôi đi. Bà Uyên lúng túng mãi mới nói, được rồi, tôi hứa. Quay trở lại phía bên ngoài là lúc bà xin phép ra về. Trước khi về Phương có nói, bác nhớ chuyện cháu vừa nói lúc nãy không? Bà Uyên nói, bác vẫn nhớ, mà giờ này đã muộn, bác xin phép về đây, mai bác sang. Bác về cẩn thận nhé. Bác Uyên trả lời, con vào đi, không phải lo cho bác đâu. Trong căn phòng lúc này có Phương còn lau người cho bố. Dù là con gái chị không sợ, ngược lại còn bạo dạn hơn. Chị lau các bộ phận sinh dục của ông. Có lẽ đây mọi người con gái nào đều ngại, nhưng với chị Phương chị vẫn chẳng thấy gì. Chị coi đó là nhiệm vụ trách nhiệm của phận làm con phải làm. Ông Hưởng thì cảm thấy ngại hay sao ấy, cứ che bộ phận sinh dục không cho chị Phương lau. Lúc ấy chị nói, bố không phải ngại, đây là trách nhiệm nghĩa vụ chúng con phải làm, bố để con lau. Lúc ấy ông cảm động trước tình cảm ấy mà lặng lặng cho đứa con gái làm. Ông rất là ngại, vì ai lại để cho con gái làm thế phải không? Người ta nhìn vào không hay. Sau một hồi lau xong, mặc quần áo cho bố xong, ngồi bên cạnh giường ông Hưởng, cố nói, bố đã bảo với bác Uyên rồi, nếu mà bố không qua khỏi các con ở lại có gì. Bác Uyên sẽ thay bố, chỉ bảo các con bố thương các con lắm. Đứa lớn rồi thì không sao, còn đứa bé bố rất lo. Nếu mà các con khôn lớn trưởng thành, bố có thể yên lòng ra đi, các con ở lại, hãy nghe lời bác Uyên nhé. Đừng có hắt hủi cãi lại, coi bác như là mẹ đi. Con cũng đi nói với các em đi. Chị Phương chỉ biết khóc câm lặng, chẳng nói nên lời nào. Bên mâm cơm nhỏ, Phương cũng nói với các em những lời lẽ ấy, sau cùng vẫn chẳng có lời nói nào nữa. Đêm nay Phương trằn trọc mãi không ngủ được bên ngoài, hình như mưa phùn tạo cái cảm giác bồn bực làm sao ấy. Rất lâu chị Phương mới vào giấc ngủ một cách trọn vẹn. Mặt trời đã ló, chị Phương đã dậy từ bao giờ, hì hục nấu cháo cho bố, mãi mới được bưng cháo lên chỗ bố, nhẹ nhàng nói, bố con dìu dậy ăn cháo nào. Ông được dìu dậy, người ngợm có vẻ đang rất là yếu. Chị Phương bón những thìa cháo nhẹ nhàng vào mồm bố chị. Dính ở mép mồm, chị cũng biết ý mà lấy giấy lau cho bố.
nhưng ăn được 2-3 thìa nữa bố chị kêu. Không ăn nữa, bố không ăn được con mang xuống đi. Chị Phương nói, dạ vâng, thế bố nằm xuống nghỉ đi ạ. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bố, bên ngoài cổng có tiếng chó sủa âm vang nghe mà bực bội, vội vàng cất bát một mạch chạy ra cổng. Từ xa đã thấy dáng bác Uyên trên tay xách một túi đồ khá nặng trịch, cùng với những đồ ăn nhìn qua cũng có vẻ đắt tiền. Thấy vậy chị Phương cất tiếng ra, bác vào nhà đi, không sợ chó đau, lấy roi mà vụt. Khoảng một lúc sau, bà Uyên cũng có mặt trong căn nhà ấy. Chị Phương và bác Uyên cặm cụi ở trong bếp suốt hẳn 30 phút, mãi hồi lâu mới có một mâm cơm nào có, xôi, gà, giò chả, canh rau cá tôm, nhìn mà hấp dẫn ngon. Đặt trên bàn thờ gia tiên, chị Phương và bà Uyên đứng trước bàn thờ. Đoạn hai người cầm nén nhang, chị Phương nói, kính thưa tổ tiên dòng họ và mẹ, hôm nay con làm mâm cơm này chỉ xin một thỉnh cầu. Trước hết là con xin nói với mẹ, bác Uyên, đây từ giờ sẽ sống trong căn nhà này, và từ giờ chúng con sẽ coi như là người mẹ thứ hai. Con biết là rất khó, nhưng sau cùng vẫn cầu xin mẹ cùng với tổ tiên cùng chấp nhận. Rồi bảo nhau hai người cúi ba vái trở lên, cắm nhang vào bát hương. Mới về ở trong căn nhà này mà bà Uyên đã phải toát mồ hôi vì ngôi nhà này rất bừa bộn. Trong ngày hôm ấy, chị Phương và bác Uyên hùng hục dọn dẹp, có lúc thì cần nhờ đến sự phụ giúp của các em. Đúng là nhà thiếu vắng đàn bà nó khổ vậy đấy. Bà Uyên và mọi người mất nửa buổi sáng mới xong, giờ đã sắp trưa, giọng bà Uyên vang lên, vào ăn cơm đi mấy đứa. Mọi người đồng thanh đáp, mọi người nghe vâng đến đây rồi, đừng quên ngồi ấn bàn like, cơm trên bàn thờ xuống với. Mọi ai người ăn lấy ăn để đăng ký ủng nhất hộ là kênh thằng với Trường ạ. Nó ăn như chết thèm, nhìn nó ăn mà anh chị chỉ biết nhìn. Thời gian trôi như lửa bùng, hiện tại cũng đã là tối nhem. Bên mâm cơm đầy thứ sang trọng, lúc trưa vẫn chưa hết, nay nấu lại cho nóng rồi ăn tiếp. Thằng em út, nó ăn nhồi nhét hết vào mồm như lúc trưa. Chị Phương nói, ăn bình tĩnh thôi em, còn đầy đây không phải sợ bọn anh chị ăn hết. Nó không nói năng câu gì vẫn ăn như thế. Quây quần như này, chị Phương cảm thấy nhớ về lúc mẹ chị còn sống, ngồi bên nhau nói năng thật sự rất sum vầy hạnh phúc. Ngay lúc ấy, chị cũng tập trung vào ăn và cũng không nghĩ gì hết. Bác Uyên được sắp xếp nằm ngủ cùng chị Phương, hai người nằm cạnh nhau, làm chị lại nhớ về lúc mẹ chị ru chị ngủ, kể chuyện chị nghe. Thật sự trời ơi, từ khi có bác Uyên ở đây, mọi thứ cứ sao sao ý xáo trộn hết rồi. Hai người cũng dần đi vào giấc ngủ cho đến sáng banh. Mặt trời đã ló, mọi người cũng dậy. Bác Uyên đã dậy từ bao giờ, đèn điện sáng quắc. Chị Phương líu díu mở mắt đã thấy những tiếng động lẻng kẻng dưới gian bếp. Nhanh chân vục dậy xuống xem. Thấy bác Uyên miệng, chị Phương cười tươi rói rồi nói, ấy chết mẹ, cứ để đấy cho con. Bác Uyên bỗng giật mình sau câu nói ấy rồi nói, sao lại gọi bác thế? Bác ngại lắm, mới lại chưa quen. Chị Phương nói, úi giời, bác về đây ở rồi chúng cháu. À nhầm, bây giờ là chúng con coi bác như là mẹ. Bà Uyên nói, vậy hả, thế thì con muốn gọi như nào cũng được. À đây bác có nấu tí mì đây. Phương quát, phải bảo là mẹ chứ. Bà Uyên rén sợ gật gật, ngượng ngùng mãi mới nói, mẹ có nấu tí mì, con đi gọi mấy đứa em nữa xuống bưng lên ăn, để mẹ bê tô cháo lên cho bố con. Dứt lời, bà chân trước chân sau đã có mặt ở dưới bếp, mở cái đậy ra một tô cháo lừng lững hiện hữu. Bà bưng tô cháo đã đổ lên bát từ bao giờ, từng bước tiếp tục đi lên gian phòng ông Hưởng. Từ đằng xa thấy ông vẫn còn nhắm mắt ngủ. Bà gọi, ông ơi, không một phản ứng nào của ông. Nghĩ là ông chưa nghe thấy bà gọi lại và to hơn, ông ơi, dậy ăn cháo tôi nấu này. Vẫn không có một động tĩnh gì. Bà dần hoảng lay lay vào người vẫn chẳng thấy gì. Miệng nói liên hồi, ông ơi, ông ơi, ông. Bà chợt sờ vào tay ông lạnh ngắt, đưa tay lên hai lỗ mũi không có một chút hơi thở nào. Bà ngã nhào kêu to, ôi giời ơi, ông Hưởng chết rồi, ông Hưởng chết rồi, mấy đứa ơi. Mấy đứa con đang ăn ngoài nghe thấy tiếng hô hét lập tức chạy vào. Khi thấy bà Uyên ngồi dưới đất, chị Phương lại dìu đứng lên gạn hỏi, có chuyện gì thế mẹ? Bà Uyên lắp bắp chỉ vào ông Hưởng sau đó nói, bố con chết rồi. Chị Phương chết sững, từng bước thẫn thờ đi tới chỗ bố mình. Chị quỳ xuống nắm tay bố nói, thế là bố phải xa bọn con à? Bố ơi, bố sống lại đi, bố sao lại bỏ chúng con thế này? Bố ơi, bố. Chị vừa gào vừa khóc. Bà Uyên khi bình tĩnh lại chạy đến xoa đầu xoa vai nhẹ nhàng nói, thôi con ạ, ai cũng phải chết, không có ai là ngoại lệ. Người thì chết do này do kia không biết đâu mà lần. Tất cả là do ông trời đã định. Hay đừng có buồn, cố gắng lên.
Qua bao nhiêu lâu, tất cả mọi người trong nhà mới tạm nguôi ngoai để lo tang sự cho bố. Lúc đứng ở hàng hiên, chị Phương nói: "Mẹ ơi, mẹ trước hay mua bán khéo lại giỏi thông thạo việc mua bán mẹ. Đi mua những thứ cần thiết cho đám ma, còn những việc mua quan và các thứ linh tinh, con sẽ lo." Bà Uyên nói: "Cứ thế mà làm thôi con." Hai người cũng rời khỏi nhà. Trước khi đi, chị Phương có dặn dò một tí với hai đứa em lớn. Hai chúng nó dù lớn nhưng vẫn chưa hẳn. Nay bố chúng nó mất mà chúng nó chẳng thấy buồn. Bên phía ngoài cổng có chiếc xe công nông đang chõ thẳng đầu xe hướng vào căn nhà này. Nhìn thấp thoáng, có thể thấy những đồ để phông bạt chuẩn bị cho đám ma. Bàn ghế bát đũa bạt vân vân và mây mây. Hay tin mọi người cũng sang giúp đỡ. Có người còn nhiệt tình trong khâu dựng rạp. Hai đứa con trai lớn cũng theo đó mà làm theo. Ngoài cổng cũng có vài chiếc xe máy trên vai. Họ có những đồ đạc đeo chật cả người. Đó là thợ chống kèn. Khi họ di chuyển vào một lúc, cũng có một chiếc xe ô tô dài nhỏ tiến vào. Xe đó chở chiếc quan tài đang hướng về đây. Chị Phương cũng ở trên xe. Khi xe dừng, chị chỉ đạo mấy người khiêng chiếc quan tài vào trong. Trước khi cho vào niệm, chị Phương có những đôi lời nói trước khi bố được cho vào quan. "Bố ạ, những ngày tháng sau này chúng con rất nhớ bố. Thôi thì là duyên số đã định. Chúng con không biết làm thế nào về thế giới bên kia. Mong bố vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho bọn con." Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt tràn tuôn rỏ rơi xuống cái xác của bố chị. Chị không để ý khi những giọt nước mắt ấy rơi động đến người bố chị thì nó phát sáng. Có một giọng nói như quát: "Nào đến giờ đẹp rồi cho vào quan niệm thôi. Người chết thì đã chết rồi, ngồi đấy, khóc lóc có sống lại được đâu. Thôi đứng dậy để mọi người làm việc." Lúc ấy buộc cô phải đứng dậy cho mọi người lại khiêng xác bố chị cho vào quan tài. Chị vẫn còn rớm nhiều nước mắt lắm. Hì hục một lúc khi quan tài đóng nắp, thì tiếng trống kèn cứ vang lên, nghe thê lương, u buồn đượm hưu, não ruột. Lúc đấy đứa em út nó hỏi chị Phương: "Bố bị thế nào thế chị?" Chị Phương rưng rưng nước mắt sắp khóc nói: "Bố mất rồi em ạ, từ nay chị em mình sẽ không được nhìn thấy bố nữa." Nó học lớp 11, dù đã lớn, nhưng tâm hồn nó còn thơ ngây, chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Nó chỉ lớn tuổi, chứ không lớn lòng. Tâm hồn nó như một đứa trẻ. Mọi người thường bảo là nó lớn, nhưng thực chất nó vẫn như con nít. Trở lại bên cạnh chiếc quan tài, mỗi lần nghĩ đến bố, chị Phương lại khóc lóc thảm thiết không nguôi. Tay cứ cào cấu quan tài không thôi. Khi khóc mệt, chị lại bị ngất đi. Mọi người lại phải đưa vào nghỉ ngơi. Bóng bà Uyên lảng vảng đâu đó khiến mọi người phải xì xào bàn tán nói: "Con mụ kia chẳng biết thế nào lại về đây ở." Người thì nói: "Nghe đồn bảo về đây làm vợ ông Hưởng ấy, sắp chết rồi bà ta mới sang đây ở. Có lẽ nào bà ta có ý đồ gì không, định ông ấy chết mà đuổi mấy đứa ra đường chiếm nhà cửa, chứ không tự nhiên sang đây ở như nhà mình. Chịu thật đấy." Một giọng nói như giận dữ vang lên: "Này mấy bà kia, mấy bà ăn phải củ giấy ngứa mồm à? Sao cứ nói những thông tin sai sự thật như thế? Mấy bà mà không ngậm được cái miệng của mấy bà, cẩn thận có ngày gãy răng." Đấy là hoàng em của chị Phương. Mấy người kia vẻ sợ lùa nhau giải tán. Ngồi ngây ngất như người mất hồn, chị Phương không khỏi nhung nhớ. Nhưng cũng chẳng được gì, vì người chết rồi làm sao mà sống lại được. Những hoạt động của mọi người nhộn nhịp mãi cho đến tối hôm ấy. Bên ngoài cũng dần ít người đi, chỉ còn đội trống kèn vẫn thổi âm vang. Đằng trong bà Uyên, chị Phương cùng mấy đứa em đang ngồi cạnh đó. Bà Uyên thì không thôi động viên đứa con của mình: "Thôi con đừng có khóc nữa, con khóc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Bố con đã mất thì để bố con yên chứ. Con khóc thế, bố con thương lại không ra đi thanh thản được." Những câu nói đó làm chị Phương không còn ướt át khóe mi và mắt nữa. Ngồi ngủ gật bên chiếc quan tài, chị Phương mơ thấy bố chị về đứng ngoài cổng, vẻ mặt buồn hiu nhìn vào trong nhà. Thoáng một lúc không thấy dáng hình đâu. Lúc đội trống kèn nghỉ, bà Uyên cũng theo đó mà giục chị Phương: "Con vào nghỉ ngơi đi, ngoài này có các em con đây. Con trai sức khỏe tốt, thức được trông quan, bọn con gái mình không thế được đâu, nghe lời mẹ, vào trong ngả lưng đã." Bà Uyên dìu chị Phương vào giường ngay khi chị nằm xuống thì vào giấc ngủ một cách trọn vẹn. Ngoài này, ngay sau khi đưa chị Phương vào ngủ, quay ra bà dặn dò hai đứa lớn: "Hai con đêm nay hãy thức trắng để trông quan, nhớ phải thức nhé. Đừng ai ngủ lỡ có chuyện gì xảy ra thì chết đấy, nhớ chưa? Các con cố gắng vất vả một tí. À mà thằng Trường đâu, con còn bé vào ngủ đi được ưu tiên.
Nó trả lời, dạ vâng. Bà Uyên cũng vào ngủ bên cạnh chị Phương. Hoàng và Kiên ở ngoài này cứ xoa xoa vào tay tỏ vẻ ớn lạnh. Bên ngoài vắng tanh, chỉ có làn sương đêm răng kín rét đậm. Hoàng nói với Kiên, em vào lấy áo mà mặc cho ấm ở đây anh trông cho, và em hãy ngủ nghỉ lưng một lúc đi. Lúc nào anh gọi ra thay ca cho anh thì nhớ ra nghe chưa? Kiên đáp lại nhải, vâng em biết rồi. Trời cũng đã sáng, mọi người cũng dần đông đủ. Tiếng trống kèn kèm đàn nhị, nó phát ra một thứ âm thanh rất hỗn độn, khó nghe, buồn tủi não nề. Chị Phương đã dậy từ bao giờ? Đoạn chị Phương ăn sáng có một người trong xóm hỏi. Phương cho cô hỏi tí. Phương nhẹ nhàng nói, vâng, cô cứ hỏi đi ạ. Cái bà Uyên kia tự đến đây ở, hay thế nào? Chị Phương cũng bình thản trả lời lại. Dạ, bác Uyên là chúng cháu bảo về đây ở cùng. Với lại nghe bác Uyên bảo, trước lúc bố cháu chưa mất, bố cháu có nói, mong bác Uyên thay bố cháu chăm lo chúng cháu ạ. Thì chúng cháu mới bảo bác ấy sang ở ạ. Người kia nói, vậy hả? Cô cứ tưởng bà Uyên đến đây ở, có gì thông cảm cho bác nhé. Chị Phương cười nhẹ sau mãi chẳng nói gì thêm. Thêm vài phút vài giờ nữa, cũng là nghi thức cuối cùng của mỗi đám ma nào cũng có đó là đưa ma ra đồng. Lúc ấy sắp đến giờ đưa ma, chị Phương lại oa lên khóc man dại điên cuồng loạn xạ không ngớt. Mọi người ngăn cản khống chế mãi mới được. Và cứ thế chiếc quan tài được nằm trên chiếc xe rồng. Chiếc xe rồng này thời nay các bạn trẻ thường gọi mới cái tên X-Sai đầu dòng, chẳng biết là nó bắt nguồn từ đâu, hay vì mọi người nói trêu hay cho vui gì đó không biết. Chiếc xe rồng được đẩy đi, đoàn người cũng đi theo. Chị Phương được dìu đi sau, đi trước cầm di ảnh người bố đó là Hoàng, thằng con thứ hai của ông Hưởng. Hoàng đi những bước ngập ngừng khó tả. Ở đây hay có một phong tục kỳ lạ, mỗi khi đưa tang, đó là mọi người ném tiền vàng mã gạo muối lên xe, lên đầu của những người đưa ma. Nó rơi hết vào đầu mọi người. Nhiều người đã tỏ ra khá khó chịu mỗi khi hạt gạo và muối rơi vào đầu. Và một cái phong tục lạ nữa, trước khi gần đến chỗ chôn là đoàn trống kèn dừng một đoạn cách chỗ sắp chôn vài cây, họ giải chiếu làm lễ. Người nhà thì cứ ôm xe rồng mà khóc điên loạn, rồi có tiền thì nhét vào đó. Sau đó đội trống kèn đứng lên nhảy múa xung quanh chiếc xe rồng để xem chỗ nào có vài đồng mà mấy người nhét vào đấy, rồi lấy đúc vào túi. Chẳng biết ở những nơi khác như nào có thế không, nhưng ở đây có phong tục đó. Khi làm thủ tục ấy xong, chiếc xe rồng tiếp tục cất bánh. Sau một lúc tí tẹo nữa, mọi người đã ra đến huyệt mộ. Mấy thanh niên lực lưỡng khênh chiếc quan tài nhẹ tênh cho xuống hố huyệt sâu 3 mét. Từng dòng người cào đất lấp lại, một khu đất lô nhô hiện lên. Chị Phương và bà Uyên đã chuẩn bị những cây bương hay tre gì ấy để quay xung quanh mộ bố chị. Ở đây mọi người hay thả trâu bò lung tung, nên nếu mà để trống không thì nó xeo lên thì chết. Khoảng khá lâu nữa là mọi người còn lại cũng rời khỏi hết nghĩa địa nốt. Đến chiều thu dọn đồ dạp để trả mọi người và mấy thứ khác. Bà Uyên lúc ấy có nói với chị Phương, con lấy những đồ đạc của bố con dùng ra đây để đốt, chứ để lại chẳng làm gì đâu. Đốt luôn đi. Chị Phương gật đầu trở vào gian phòng bố. Một hồi bước ra với một bao tải rất to, đổ xăng châm lửa bùng lên những thứ có trong bao tải đang dần bị thiêu đốt. Trong sân nhà còn bao nhiêu thứ ngổn ngang, hai người dọn dẹp cũng đã đẫm mồ hôi. Và trời giờ này cũng đã tối, còn thịt và bao nhiêu thứ ở đám ma còn thừa. Bà Uyên chọn lọc cái nào còn ăn được thì để lại, cái nào có mùi thì đem vứt đi. Nhìn mà tiếc đống thức ăn đó, nhưng vì nó mùi không ăn được nữa, biết là tiếc tiền thật. Nhưng nếu mà ăn vào nó đau bụng, phải đi mua thuốc uống thì bằng hòa. Thôi cứ vứt đi, tiếc thì đã tiếc rồi. Sau một hồi vật lộn dưới bếp xong, mọi người đâu đó cũng dọn cơm ăn. Những món ăn lại thật sự không có mùi gì, vì nó đã nấu đi nấu lại quá nhiều lần. Thành ra mọi người ăn không có cảm giác mùi là vậy. Ăn xong mọi người cũng bắt đầu đi ngủ vì giờ này cũng quá muộn. Trong đêm nay, tất cả mọi người đều mơ thấy ông Hưởng hiện hồn về. Điểm quái lạ là ông chỉ đứng trước mặt và đâu đó nghe mang máng. Con ơi, bố thương các con quá. Và rồi trong cơn mơ ấy, ông còn khóc. Nhưng rồi bóng hình ông xuất hiện một lúc trong giấc mơ của mọi người, xong không thấy tăm hơi nữa. Ngay lúc không thấy bóng dáng đó nữa, bên ngoài cổng cũng có tiếng chó chu lên liên hồi. Mãi rồi cũng không sủa nữa, mọi người bên trong không bị ảnh hưởng gì và cũng ngủ say mít cho đến sáng. Thời gian trôi nhanh thoáng cái giờ đã 3 ngày. Bà Uyên hôm đó có xuống bếp làm những món ăn sang trọng để cúng 3 ngày cho ông
chị Phương cũng có mặt rất sớm để cùng làm. Khoảng khá lâu, một bàn mâm sang trọng cũng có chị Phương khấn vái trước bàn thờ, bố trông khá quen thuộc. Đang lúc cúng chợt có con chim lợn từ đâu bay vào đậu trước thềm mỏ, chìa vào trong căn nhà kêu nhanh và thảm thiết 7 tiếng. Bác Uyên với kinh nghiệm đầy mình, khi thấy con chim lợn từ đâu vào kêu như thế mà phát hoảng nói với chị Phương và mọi người. Các con có nghe thấy gì không? Tiếng kêu của con chim lợn. Con này thường xuất hiện khi có chuyện gì. Điểm xấu có vẻ, nó là báo hiệu trước. Hôm nay nó lại đậu trước thềm nhà mình, mỏ chỉ thẳng vào nhà ta và kêu 7 tiếng. Chứng tỏ trong nhà này sắp tới sẽ có người chết. Ai nghe cũng hoảng, riêng Hoàng thì chẳng có chút cảm xúc trên gương mặt. Mấy người vẫn chưa hiểu lắm, chị Phương nói. Là như thế nào ạ? Mẹ nói chi tiết thêm đi. Bà Uyên nói tiếp. Nó kêu 7 tiếng là con trai chết. Nó kêu 9 tiếng là con gái chết. Như vậy nó kêu 7 tiếng có nghĩa là con trai sẽ chết. Chị Phương nghe xong câu nói ấy, nhìn vào đứa em mà lòng không thôi lo lắng lo âu. Báng đi đến tối, ăn cơm xong lúc đi ngủ, chị Phương lại mơ thấy bố về. Lần này là bố chị cứ ngó nghiêng xung quanh ở ngoài cổng, bóng dáng ấy không lạc vào đâu được. Nhìn mờ ảo ảo, trông thật ớn lạnh đốt sống cổ. Chị thấy bố chị bất chợt vào căn phòng gọi đứa em trai thứ hai là Hoàng. Đi đâu không biết, tay bố chị nắm đứa em, rồi bất giác bóng dáng ấy không còn nữa. Chị bừng tỉnh mồ hôi đầy trán, hơi thở vội. Chị nghĩ về giấc mơ ấy mà lòng không khỏi lo lắng bất an, mắt lơ mơ lo nguy. Miệng ngáp chị trở lại và sau dần cũng không có một bất cứ suy nghĩ gì nữa, chìm vào giấc ngủ yên ả. Hôm sau đang ngồi ăn sáng, chị Phương thấy lạ không thấy thằng Hoàng đâu. Mọi người nghĩ nó mệt cũng không để ý mấy. Cho đến khi chị Phương thấy Hoàng đến trưa ăn cơm vẫn chưa mặt mũi đâu. Lòng bắt đầu nóng gian vội vào gọi em. Cánh cửa hé ra một giọng nói vang lên. Hoàng ơi, em biết mấy giờ rồi không dậy đi. Trưa rồi sao vẫn chưa dậy hả? Đừng để lớn rồi, để chị phải mắng. Không có một tiếng phản hồi nào, chị buông lời gọi lần nữa. Hoàng có nghe chị nói không dậy đi, đứa em vẫn không có động thái gì. Chị Phương lại lay người em. Hoàng, nó nằm nghiêng, buộc chị em phải lấy tay trở người em mình lật lại. Chị chưa ý thức được em mình chết. Ngay khi lật lại, thấy mắt nó vẫn nhắm, chị Phương nói. Cái thằng này lạ nhỉ, mày lại trêu chị hả? Dứt câu chị vỗ vai một cái thật nhẹ. Hình như chị Phương có cảm giác gì đó, chị vỗ tiếp vào người. Nó chỉ cảm thấy người nó mềm nhũn, tay lay mặt nói. Hoàng em sao đấy? Dậy đi đừng làm chị sợ. Chị sờ cổ và mặt thì lạnh ngắt. Lần tay đưa tay vào giữa hai lỗ mũi, chẳng có một hơi thở nào. Chị tá hỏa hốt hoảng chạy ra nói với mọi người. Ngay khi thấy mọi người, chị lắp bắp. Hoàng chết rồi hay sao ý? Mẹ vào xem. Ai cũng sừng sững lảo đảo chẳng hiểu chuyện gì chạy vào cùng nhau. Khi biết Hoàng chết thật, mọi người đã suy sụp tinh thần. Tại sao lại như thế này? Mới tối qua vẫn còn nói chuyện với nhau mà. Sao giờ này lại chết lạ thật? Cái chết của bố chị Phương vẫn chưa nguôi ngoai. Nay phải nhận tin dữ thằng Hoàng ra đi. Chẳng biết cớ sự tại sao. Bên ngoài này bà Uyên đã cầm cái điện thoại. Bấm bấm gì đó nhanh thoăn thoắt vội đưa lên tai giọng gấp. Alo, Tùng Hà, cháu sang nhà ông Hưởng để xem thằng Hoàng sao lại chết. Nhanh nha cháu. Đầu dây bên kia đáp lại. Vâng, cháu đến luôn. Một lần nữa, không khí sôi nổi phải tái xuất. Cái khung cảnh mà chẳng ai mong muốn cả. Ngoài cổng lúc này Tùng và mấy người đàn ông nữa có mặt. Họ đi với cách thư thái thoải mái vào trong, lôi đồ nghề ra để khám nghiệm tử thi. Họ là công an xã. Một hồi đủ các bước, cuối cùng cũng có kết quả. Tùng bước đến nói với mọi người. Thằng Hoàng chết vì cắn lưỡi tự tử, mà chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại tự vẫn thế. Hiện tại chỉ tìm thấy duy nhất manh mối ấy thôi, giờ gia đình có thể làm đám ma rồi. Tùng chỉ nói thế, và các nguyên nhân khác không thể nào giải thích được. Và đám ma lại có, kèn trống vang dội nghe mà buồn tủi tâm hồn. Chị Phương cứ thế là khóc lên khóc xuống, bà Uyên cũng hiểu cảm giác ấy nên chỉ có vài ba lời động viên thôi. Chỉ là ngoài ý muốn, không ai mong muốn đâu. Lời động viên ấy đã khích lệ ý chí kiên cường của chị. Chị đã vực dậy để vững tin vượt qua hoàn cảnh này. Lúc đưa ma là khúc buồn nhất mà bất cứ nhà nào khi có tang, chị Phương không khỏi thương xót đứa em mình mà khóc lóc ghê. Làm mọi người ai cũng hiểu hoàn cảnh của chị lúc này. Trong nhà giờ đã có hai cái tang, mấy người ở lại không khỏi xót xa, người thì thương người thì buồn. Ai chưa đăng ký ấn vào đăng ký. Đúng trong đêm ấy, chị Phương lại mơ thấy người bố lần này ông về nhanh, vừa hiện xong cái đã không thấy tăm hơi.
và rồi trong cái đầu chị không còn thấy gì nữa. Gà đã gáy, trời đã sáng, người cũng dậy. Bà Uyên đã dậy từ đời nào, nhưng có vẻ mệt mỏi. Bà đứng trước bàn cúm của ông Hưởng và Hoàng và đang cúm cơm cho họ. Đoạn bà đang cúm chị Phương, từ đâu lại nói thầm vào tai: "Mẹ ơi, tí nữa con với mẹ đi ra chợ một tí ạ." Bà Chi gật vì mồm đang cúm không trả lời được. Thời gian trôi thật sự nhanh, như ô tô chuyển bánh đi vậy. Giờ mọi người trong nhà này đã ngồi gọn bên mâm cơm quen thuộc. Thằng Kiên nó kêu: "Ái chà, nhiều món ngon quá thế này thì sao ăn hết nổi." Kể từ khi bà Uyên về đây, sinh sống những bữa ăn của gia đình không còn lỏng lẻo, mà thay vào đó là sự thắt chặt. Đoạn chị Phương sắp đi ngủ, chị lại nghe thấy tiếng con chim lợn kêu ngay cái cây trước nhà. Chị bình thản đếm. Thật bất ngờ nó kêu chỉ 7 tiếng như lần trước. Trong đầu chị dần đang lo lắng tột cùng. Mở cửa vào phòng, khi thấy bà Uyên vẫn còn thức, chị Phương đem chuyện con chim lợn kêu đem kể cho mẹ nghe. Khi kể xong, bà Uyên lại thốt ra câu này, khiến chị Phương lo âu tột đỉnh: "Có khi nào trùng tang không?" Chị Phương nói: "Con không biết, bố vừa mất vài ngày xong, tiếp là thằng Hoàng, và lần này nữa chẳng biết là ai đây. Nó kêu 7 tiếng, hai ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi lo ngại về Kiên và Trường." Bà Uyên nảy ra một ý tưởng rồi nói với chị Phương: "Hay đi ra thắp hương khấn vái ông Hưởng đi." Sau câu nói ấy, lập tức hai người chạy ra chỗ bàn cúng của ông Hưởng, châm nhang xả khói, cắm vào bát hương, tay chắp cao mồm nói: "Ông ơi, mong ông đừng kéo thêm ai đi nhé." "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật." Trở về căn phòng, hai người lòng dạ cứ khó chịu sao ấy, nằm ngủ có vào giấc được đâu, nên hai người thức trọn. Sáng ra mặt hai người thiếu ngủ, mắt lờ đờ dại đi. Thằng Kiên nó thấy thế nói: "Chị với mẹ, đêm qua không ngủ hả?" Chị Phương nói: "Không, hôm qua thế nào tài thật, không thể vào giấc ngủ được, nên hôm nay mới vậy." Rồi chị Phương nói: "À mà tí em đi ra chợ mua thêm thức ăn để tí thắp hương cho bố và anh." "Dạ vâng," Kiên nói rồi vội vã đi ngay. Trên con đường đang đi, anh nhìn từ xa thấy một người đang lao với tốc độ nhanh. Anh đã tránh gọn vào trong lề rồi, mà không hiểu sao, người đó vẫn đâm vào Kiên. Cú đâm quá mạnh khiến anh bị văng ra xa. Khi người đó đứng dậy, chạy lại chỗ anh Kiên, thì đã thấy máu mồm máu mũi chảy đầm đìa, đầu thì bị nẻ toạc nhìn mà khiếp hãi. Linh hồn anh còn hấp hối, vội người đó gọi xe cấp cứu. Nhưng rất tiếc, khi đến bệnh viện đã chết thẳng cẳng từ đời nào rồi. Hay tin chị Phương và bà Uyên hấp tấp đi ngay, đến nơi thấy xác em mình bị thế, chị Phương không khỏi bàng hoàng thương tiếc. Ôm vào người đứa em, chị nói: "Đáng lẽ ra chị phải đi, chị lại bảo em đi, để rồi ra cơ sự này chị xin lỗi." Chị Phương chạy lại chỗ người đâm đứa em mình mà nói: "Sao cậu lại làm thế?" Chị khóc lóc, vừa khóc vừa đánh người đó. Người đó cũng không nói gì, mặc cho chị Phương mắng chửi. Và người đâm chết Kiên sau đó cũng đã bị triệu tập để có biện pháp xử lý của pháp luật. Làm thủ tục nhận xác về làm ma, trong căn nhà tính ra đến giờ phút này có 3 mạng người. Cái chết lần này bị mọi người bàn tán rất nhiều. Người thì nói: "Trùng tang rồi, trùng tang nặng để lâu khéo, tuyệt tử tuyệt tôn thật." Mọi lời nói ấy cũng đã đến tai chị Phương. Chị nhịn người ta mà không dám lời qua tiếng lại với người ta. Đám ma lại phải có, trống kèn không thể thiếu, người cũng có đầy. Không khí thê lương tủi hưu ảm đạm, trông thật buồn. Lại phải một lần nữa đoạn đưa ma ra đồng, thật sự không có nỗi buồn nào quá thế này. Khi một lúc 3 mạng người, lúc hạ huyệt chị Phương vẫn còn ở lại mộ một lúc, sau mãi mới về. Quái lạ, hôm ấy về chị lại mê bố chị về. Lần này ông ấy nhìn về hướng chị ngó nghiêng mãi, mắt chằm chằm không thôi, nhìn lâu cảm thấy mắt ông trợn, chợt hình dáng biến mất trong tích tắc. Tỉnh lại thì chưa định hình được gì, chị lại thấy tiếng con chim lợn ấy lần này nó kêu 9 tiếng. Nhớ lại lời bà Uyên, 9 tiếng tức là người con gái sẽ chết trong đó, chị và bà Uyên là con gái. Chị lo sợ gọi bà Uyên tỉnh dậy xong nói: "Này mẹ, con lại nghe thấy tiếng chim lợn kêu, nó kêu 9 tiếng." Nghe thấy 9 tiếng, mặt bà tối sậm lại ngơ ngác khó hiểu, rồi nói một điều: "Có khi nào người tiếp theo sẽ là một trong hai người phải không?" Bà Uyên sau dần cũng bình thản nói: "Mẹ nghi gia đình mình bị dính trùng tang nặng. Nếu mà để tiếp tục như này, gia đình mình sẽ chết hết." Chị Phương lo lắng nói: "Giờ phải làm sao ạ? Con lo quá." Bà Uyên cắn môi không ngớt rồi cũng nói lại: "Ngày mai mình sẽ đi xem thầy, xem thế nào." Chị nói: "Thầy nào bây giờ ạ? Thầy thì nhiều, nhưng toàn thầy dởm.
còn thầy tốt thì ít rất khó mà tìm được một người như mong đợi ấy. Bà Uyên nói, à đúng rồi, trong xóm mình có ông thầy Lượng, cũng có tiếng tăm đấy. Nghe chừng mình sang ấy xem không được, thì mình tìm thầy khác. Chị Phương nói, được rồi, tạm thế đi giờ đi ngủ thôi mẹ. Hai người mới đầu bồn bực sau bồn chồn mãi, thì mới yên giấc cho đến sáng. Sáng hôm ấy, hai người thay quần áo khá nhanh vội vàng đi sang ông thầy Lượng. Dáng đứng rời rạc bên cạnh chiếc cổng sắt cũ hoen dỉ nặng. Giọng bà Uyên hùng hục gọi vào. Ông thầy Lượng có nhà không? Đấy, chúng tôi đến xem bói. Từ đằng trong, ngay khi lời nói kết thúc có hình ảnh, một ông cụ râu dài tới ngang cổ, tóc dài buông xuống tay chống gậy gỗ, mặc áo sơ mi tối màu. Những bước đi loạng choạng không vững đi ra để mở cổng. Cánh cửa toang hoang, ông cũng nói. Hai người vào trong đi, khi bước vào trong cánh cửa cũng được đóng lại. Bà Uyên và chị Phương ngồi trong phòng tối om tăm tối mịt mù. Nhưng không hẳn, nó chỉ tối thôi, còn lại là có những màu xanh đỏ tím vàng như nhấp nháy. Có cảm nhận thấy mùi hương nồng nặc ngột ngạt khó chịu. Ngay khi bước vào, một cảm giác thở mạnh đã được thể hiện rõ. Ông thầy ấy ngồi xuống, bà Uyên và chị Phương theo đó mà cũng đặt mông xuống. Hai người kể sự tình cho ông thầy nghe. Thầy ơi, hiện tại gia đình con đang có hai mạng người sau cái chết của bố con. Thầy xem có phải dính trùng tang không ạ? Khi kể xong, người thầy đó làm lễ rồi quay lưng sang lấy cái đồng xu để xin đồng âm dương. Ngay cái đầu tiên mặt ông thầy biến sắc, rồi cái thứ hai, thứ ba, mặt ông càng trở nên hẳn hoi để lộ ra cảm xúc ấy. Ông sau đó hỏi thêm tên tuổi bố chị Phương. Sau tất cả các bước, ông quay ra nói, này nhá, bố con chết vào giờ đẹp, chứ không phải bị trùng tang đâu, là do quyến luyến quá thương con cái, nên mới về lấy con cái đi theo, chứ không phải là trùng. Miệng thiên hà là vậy, nó cứ đồn ầm lên cho nó thêm phần hấp dẫn, chứ thật ra chẳng có gì đáng nghiêm trọng. Ông thầy đó bấm tiếp vội nói, ta có dự cảm, ông ấy vẫn tiếp tục về để lấy đứa con đi tiếp, không nhầm người tiếp theo, sẽ là con. Ông chỉ vào chị Phương, mặt chị tái nhợt, nhưng cũng bớt nỗi lo sợ khi ông thầy ấy nói, đây ta có cái lá bùa, hãy mang về đeo bên mình, nó sẽ hộ mệnh bảo vệ cho. Phải thật nhớ, khi có bất cứ tiếng động lời nói nào thì đừng thưa kệ, nhớ chưa? Ta chỉ giúp được con vậy thôi, nhà con ta thấy vẫn được cứu giúp, vẫn có quý nhân giúp đỡ, nhưng muốn quý nhân ấy giúp phải đi mời người ấy về. Bà Uyên nói, người đó ở đâu ạ? Ông thầy chỉ biết lắc đầu sau nói, ta cũng không rõ được. Bà Uyên và chị Phương xin phép về và đưa vài đồng cho ông thầy. Ông thẳng thừng từ chối. Ông làm việc bao nhiêu năm nay, không vì tiền mà vì tâm. Ông luôn nghĩ, đừng vì tiền mà đánh mất tất cả. Trên đường về, chị Phương vẫn suy nghĩ câu nói có quý nhân. Chị cứ không thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Chị chợt nhớ ra gì, nói với bà Uyên. À đúng rồi, con nhớ là trước con về đây thăm bố bị ốm, con có gặp một người. Người ấy cho con cái tờ giấy, để con xem. Hai người hấp tấp, hối hả chạy về nhà. Ngay khi bước vào cổng, thấy thằng cu trường ngồi học bài. Không để ý gì, chị chạy vào lục lọi khắp túi áo. Và cái tờ giấy ấy cũng vẫn còn. Chị vội lôi ra mở đọc lại dòng thư văn ấy. Tôi là thầy Đưa. Nếu gia đình có vấn đề gì, hãy tìm tới tôi. Tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp gia đình chị. Chị ra đưa cho mẹ. Khi mẹ chị đọc xong, cảm giác sảng khoái hẳn. Thế là hai người lại phải vất vả lên mạng Lai Châu. Trong lúc đi, chị có đưa cho thằng Trường lá bùa ở nhà. Dặn dò phải mang nó theo bên mình, không được bỏ ra, nó sẽ nguy hiểm. Hai người lúc ấy đã bắt xe khách. Lâu lắm mãi, họ mới tìm đúng tuyến về Lai Châu. Lòng hai người có chút thoáng vui vẻ. Dòng dã hết khắp ngõ ngách mảnh đất Lai Châu, điều may mắn nhất vẫn là tìm được ông thầy Đưa đó. Đứng lan dài trước cổng nhà ông thầy đó, trước khi buông lời gọi vào trong, chị Phương có nói với bà Uyên, ù ôi, phong cảnh trên này lãng mạn thật, nhìn kia đấy, sương trắng mập mờ đẹp chưa? Bà Uyên nói, thôi gọi thầy đi, sốt ruột quá. Thầy Đưa ơi, có nhà không ạ? Từ bên trong có bóng người bước ra, đó là một người phụ nữ lùn tịt, mặc cái áo hoa giọng cất ra. Hai người là ai thế, có chuyện gì không? Bà Uyên nói, à tôi chào bác, không mấy tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy Đưa không ạ? Người đó nói, dạ đúng rồi, hai người tìm ông ấy hả? Hai người chờ đây để tôi vào bảo ông ấy. Một lúc sau ông thầy đó bước hẳn ra, giọng vang lên, vào đi, cửa không khóa. Bà Uyên chửi thầm, đếch mẹ cửa không khóa, là mình phải nói chuyện mãi từ lúc bực thật. Nhưng khi gặp mặt hai người niềm nở hân hoan,
Đoạn ngồi xuống bàn uống nước, chị Phương nói vội với người đó: "Con chào thầy, thầy nhớ con không? Lúc con ở trên chuyến xe khách rồi xuống xe thầy đưa cho con cái tờ giấy." Chưa kịp nói hết, ông chặn ngang: "Ta nhớ, tất nhiên là nhớ rồi." Chị Phương nói: "Dạ." Ông thầy đó nói: "Tình hình vẫn ổn chứ?" "Dạ, không ổn chút nào. Cái lần về quê thăm bố con xong dăm bữa bố con mất. Từ khi cái chết bố con rồi sau đó liên tiếp cái chết của hai đứa em con, tất cả là hai mạng người không tính bố con. Thì mọi người có bàn ra tán vào bảo là trùng tang, nhưng không phải. Con đi xem một ông thầy, người đó nói không phải chỉ là người chết quyến luyến người sống nên mới lôi đi theo." Chị Phương kể hết sự tình cho ông nghe. Ông thầy suy tư: "Thế chuyện này không phải đơn giản đâu. Thôi nhanh chóng về chỗ con để xem tình hình nào." Thầy đưa vào lấy đồ nghề, rồi sau đó giục mọi người trở về Tuyên Quang. Chưa bước ra khỏi cổng, một tiếng nói vang lên: "Thầy ơi, thầy sang xem cho con, chẳng biết thằng cu nhà con bị sao, cứ sốt làm đủ mọi cách không hả? Thầy sang xem giúp con với ạ." Ông thầy nói: "Nhưng giờ ta còn đi có việc dưới xuôi, không mấy con bảo thầy khác." Người đó nói: "Biết thầy nào đâu ạ, chỉ tin tưởng thầy thôi. Đi thầy, thầy giúp con với." Người đó quỳ xuống van ông. Ông thầy thoáng nhìn chị Phương và bà Uyên, sau đó cũng đồng ý giúp người đó. Hai người cũng đi theo. Đến nơi thấy thằng bé đó cứ giãy đành đạch, nhưng có mặt thầy đưa, dường như mọi thứ an tâm hơn rất nhiều. Ông thầy như vậy hiểu ý, lôi ra cái lá bùa di chuyển phép chú xung quanh người thằng bé như kiểu đốt vía. Nó bất ngờ bị nôn ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa nhớt nhẽo khiếp hãi. Ông thầy lúc đó nói: "Mang đi hòa tan nước cho uống." "Được rồi, xong rồi nhé. Tạm thời qua cơn nguy kịch. Nó còn thế nào thì tí về bảo tôi xử lý." Rồi ông thầy giục bà Uyên và chị Phương về. Vừa đi ông thầy nói: "Nãy tôi bận quá, xém lỡ việc nhà các con thông cảm nhé." Bà Uyên thay mặt đáp: "Không có gì đâu, về tới chỗ con muộn một tí cũng không sao." Tiếp tục một nửa hai ngày trời mới về tới quê chị. Tới nơi thầy đưa cũng cảm thấy có cái gì đó, nhưng vẫn chưa cảm nhận rõ ràng. Bước vào bên trong nữa, nhìn vào ba bàn cúng mà ông thầy cảm giác rõ hơn. Mắt nhắm chặt tay, làm phép một lúc trở lại bình thường, quay ra nói với mọi người: "Ta thấy rằng tối nay bố con lại hiện hồn về đấy. Nhân cơ hội này ta phải ngăn chặn kịp thời." Chị Phương nói: "Chăm sự nhờ thầy ạ. Ông viết vài ba thứ cần sắm trong buổi làm lễ tối nay." Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ đã tối hẳn. Cái bàn cúng có nến hương đầy đủ. Trước khi làm lễ, thầy đưa có dặn mọi người dù có chuyện gì thì hãy ở yên trong nhà, mọi việc khác đừng lo. Ngồi một lúc khá lâu, giờ cũng là lúc phía cổng có bóng dáng người heo tóp mỡ, thì chảy thành dòng nhìn mà ghê vãi. Vong hồn đó nhìn thấy ông thầy ngồi đó, giọng âm u bực tức: "Này người kia, sao ngươi dám cản trở chuyện gia đình nhà ta, không liên quan đến ngươi, ngươi biến đi." Ông thầy mắt nhắm mồm nói: "Thế là quá đủ rồi, ông chết mà không chịu đầu thai về lấy con cái đi cùng chúng nó có tội tình gì?" Ông Hưởng nói: "Vì tôi thương con." Thầy đưa nói: "Biết là vậy, nhưng ông cũng phải cố buông bỏ để cho các con được bình yên, thế là quá đủ. Hôm nay tôi buộc phải khuyên can, ông không để chuyện tái diễn." Ông Hưởng gào lên dữ dội, lao lại tỉ thí với thầy đưa. Thầy đưa nhào lộn như phim kiếm hiệp nhìn mà đã đời. Ông nhảy mãi, cụ mệt vội mò tay vào túi đồ nghề, moi ra cái tro hương ném về phía ông Hưởng. Ông gào rú điên cuồng không ngớt. Để cho tiêu diệt hẳn, thầy di chuyển lá bùa niệm phép làm nó chấn vong hồn ông Hưởng, ngay lúc sắp hồn phiêu phách lạc. Chị Phương từ đâu chạy ra nói: "Dừng lại, khoan xin thầy cho con gặp bố." Ông thầy thấy vậy cũng dừng tay, chị Phương lại nói với bố: "Con xin bố đừng lấy ai đi theo nữa. Gia đình mình đã khốn khổ rồi. Mong bố hãy để chúng con được cuộc sống ấm no. Con biết bố thương các con, nhưng bố yên tâm đã có bác Uyên rồi. Bố yên tâm ra đi đi." Chị Phương nói đến ấy, ấp úng đôi phần. Bố chị cũng nói lại: "Bố biết bố sai, xin lỗi các con, bố thương các con quá, bố mới làm vậy. Con nói vậy thì bố cũng không lấy bất cứ ai đi theo nữa." Ông vừa nói vừa giỏ tí nước mắt tuôn trào. Bà Uyên cũng chạy ra. Ông thấy bà ông cũng nói: "Cảm ơn bà, vì bà đã ở lại đến giây phút này, đã chăm sóc con tôi và cũng mong bà tiếp tục thay tôi chăm sóc chúng nó trong quãng thời gian sau này. Tôi cảm ơn." Bà Uyên cũng khóc sụt sịt nói: "Tôi sẽ cố gắng thay ông chăm sóc chúng nó." Từ đâu đó cũng có tiếng nói vang lên: "Bố ơi, con nhớ bố." Đó là thằng cu Trường, thấy nó ông Hưởng rạng rỡ nói: "Trường à,
con lớn quá. Thằng Trường nó ngây ngô nói, dạ vâng, bố đi đâu con chẳng thấy mấy ngày nay thế ạ. Ông Hưởng ngập ngừng mãi với nói, à bố đi làm xa, mà sắp tới bố không về được con với chị với mẹ ở nhà chăm sóc tốt nhé, bố đã đến lúc phải đi rồi. Ngoan ngoãn nghe lời chị và mẹ nhớ chưa? Vừa nói dứt câu hồn ông chợt biến mất, hình dáng ấy không còn nữa. Ông thầy cũng lại đến nói, ông ấy đi rồi. Mấy người mới lững thững đứng dậy, cảm ơn ông thầy. Vừa nói xong câu ấy, ông thầy lại nói, à mà lúc ông ấy chết, sắp cho vào quan người trong nhà có ôm lấy khóc hay gì đó không? Len lỏi tìm lại ký ức. Chị Phương tự nhận, thầy ơi, lúc bố con sắp vào quan, con có khóc, hình như là nước mắt rơi vào người bố con thì phải. Ông thầy nói, đấy đấy là nguyên nhân với những cái chết của các đứa em con. Thường thường là người ta kiêng kỵ việc rơi nước mắt vào người chết, vì làm thế khiến họ còn vương vấn con cái. Chị Phương nghe vậy mà không khỏi bàng hoàng. Chị nghĩ, có lẽ là mình đã khiến cho mấy đứa em chết. Chị đấm ngực gọi thấu, trời ơi. Ông thầy động viên nói, thôi thế được rồi, giờ gia đình con sẽ còn một chuyện nữa phải làm. Chị Phương nói, chuyện gì nữa ạ? Ông thầy nói, để ta tụng kinh siêu độ cho ông ấy và mong ông ấy thanh thản ra đi để chẳng phải quyến luyến nữa. Chị Phương nói, dạ vâng ạ, ngồi tụng kinh khá lâu và cũng cuối cùng đã xong. Lúc ấy ông thầy nói, thôi chuyện cũng ổn thỏa, ta cũng phải bắt xe về luôn đây. Chị Phương nói, thầy ở lại chơi ạ, mai hãng về. Ông thầy nói, thôi ta về luôn, mai lại có việc trên ấy. Lúc ông thầy bước vài bước, chị Phương chạy theo nói, thầy ơi, con có vài đồng mong thầy nhận ạ. Ông thầy nói, thôi tôi không nhận đâu. Chị Phương đùn đẩy mãi, cuối cùng ông thầy nói, tôi chỉ nhận một ít làm tiền đi xe nhận cho mọi người vui. Chị Phương nói, thế thầy lấy đi ạ. Thầy đưa đi khuất và mọi người cũng vào ngủ. Thoáng chốc đã được hơn vài năm, thằng cu Trường đã lớn, chị Phương cũng nghe tin lấy chồng. Đúng hôm cưới chị, gia đình chị là ngày vui nhất đối với bà Uyên. Lúc đưa dâu, bà Uyên có nói thầm, con ơi, con về bên ấy sống tốt nhé. Câu nói ấy làm chị khóc nhẹ trên mắt và rồi cũng rời xa nhau. Trong lần giỗ cho bố, chị Phương về nhà ngủ lại, chị có nằm mơ, thấy bố chị hiện hồn về đứng trước giường và nói, bố thấy các con như vậy, bố ở bên này rất yên lòng, các con vẫn tiếp tục sống tốt nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy ấn like cũng như để lại một lượt bình luận để cho mọi người cùng biết nhé. Nếu ai chưa đăng ký, ấn đăng ký ủng hộ kênh sớm đạt 2.000 lượt đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.